Nếu đời không có em, mặt trời đâu còn sáng, hoa đâu nở xuân sang, làm chi có trăng vàng. Nếu đời không có em, xanh linh như lạc hương, vũ trụ trừ đạo điên, về hỗn lốn uyên nguyên. Nếu đời không có em, làm chi có xanh diệt, làm chi có tuần hoàn, để đời tôi đã đoan. Nếu đời không có em, làm gì để có tôi, tìm em trong lặng thầm, từng đêm trôi. Nếu đời không có em, mặt trời đâu còn sáng, hoa đâu nở xuân sang, làm chi có trăng vàng. Nếu đời không có em, xanh linh như lạc hương, vũ trụ trừ đạo điên, về hỗn lốn uyên nguyên. Nếu đời không có em, làm chi có xanh diệt, làm chi có tuần hoàn, để đời tôi đã đoan. Nếu đời không có em, làm gì để có tôi, tìm em trong lặng thầm, từng đêm trôi. Nếu đời không có em, làm gì để có tôi, tìm em trong lặng thầm, từng đêm trôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, trước hết chúng con xin đê đầu bái bạch Hòa Thượng Viện Chủ Thích Trí Quảng. Chúng con xin được đê đầu đảnh lễ Hòa Thượng Trụ Trì Thích Nhật Quang và kính thưa toàn thể quý Phật tử. Thì hôm nay nhân ngày gì? Hả? Sao tôi cứ vô ngay ngày lễ hoài ta? Thì thôi, hôm nay nhân ngày 8 tháng 3 là ngày quốc tế phụ nữ, ngày của chị em chúng ta dùng lên. Thì hôm nay thấy đi đường cũng được sự ưu tiên, từ giao thông cho đến như những nơi thu lệ phí. Nơi nào mà phụ nữ đi qua thì không có thấy thu lệ phí. Cho nên thì tôi cũng dành những cái lời cầu chúc sức khỏe an lành đến cho tất cả các cái phái nữ của chúng ta, đầy đủ trí lực, đầy đủ duyên lành, đầy đủ tất cả mọi thiện duyên, và nhất là để được hạnh phúc trong công việc, trong gia đình và trong mọi sự thiên chức khác mà trời đã ban cho người phụ nữ của chúng ta. A Di Đà Phật. Hôm nay tôi đến đây với các vị để tôi hoàn thành một cái lời hứa. Xin hỏi các vị, hôm nay chúng tôi đến các vị với bài giảng gì? Ai nói trúng? Xin thưa các vị, đây là một điều mà tôi biết các vị không có dám nói ra đâu. Thật ra hôm nay chúng tôi đến với các vị với cái lời hứa lúc trước. Thay vì cái buổi ngày lễ tình nhân đó, thì tôi sẽ chia sẻ với các vị qua đề tài hôn nhân và ly dị. Nhưng mà vì tôi thấy đầu năm đầu tháng nói nó kỳ, với đồng thời chúng tôi muốn gợi ý với các vị coi là tất cả chúng ta có đồng tình để mà thảo luận nhau về vấn đề nóng bỏng và nhạy cảm này trong mỗi thời đại luôn. Nhưng mà với thời đại hôm nay thì tôi thấy vấn đề này càng bức xúc và cần thiết hơn nhiều. Vì vậy cho nên chúng tôi thiết nghĩ Đạo Phật đóng góp vào được điều gì cho việc xây dựng gia đình hạnh phúc, hòa thuận,
cho người cư sĩ của chúng ta. Xin thưa với các vị, khi tham khảo qua giới tác phẩm là Hôn Nhân và Hạnh Phúc của Hòa Thượng Tiến sĩ Dhammananda, và người dịch đó là Tỳ Kheo Thiện Minh, và người giới thiệu đây là nghệ sĩ Bạch Tiếp, đã giới thiệu quyển sách này xuất bản vào năm dường như là năm 2000. Tôi tham khảo được cái bộ sách này, đồng thời tôi tham khảo qua những cái bộ luật hôn nhân gia đình ở Việt Nam và một bộ luật mới ra, đó là bộ luật phòng chống bạo lực gia đình. Thì tất cả những điều này tôi thấy những điều nêu ra, mình có thể bàn thảo được điều gì qua những lời dạy của Đức Phật trong kinh điển, đồng thời những lời chắc góp để giúp cho hạn chế bớt sự đổ vỡ gia đình bởi những chuyện không đáng. Bởi vì không phải một cái sự đổ vỡ gia đình nào của tất cả các vị đều có nguyên nhân chính đáng của nó. Có những cái rất là vô duyên, có những cái rất là vô lý, có những cái không có thể mà dùng lời để nói được, nhưng mà người ta dẫn đến cái sự đấu đá, ấu đả, tranh cãi, rồi đến ly dị bởi những cái điều mà nó không đáng như vậy. Vì vậy nếu một người Phật tử có học tu và giác ngộ được giáo lý của Đức Phật thì mình sẽ giúp được gì cho gia đình của chúng ta, cho tất cả các thế hệ tương lai của chúng ta. Vì vậy hôm nay xin thưa các vị, tôi không thể toàn diện được vấn đề này. Đây là một vấn đề rất là phức tạp, nhưng tôi chỉ trình bày với những gì tôi đã được nghe, tôi đã được đọc, tôi được tham khảo, được trao đổi, và trong một phạm vi nào đó chúng tôi chia sẻ với các vị. Có những người nói là tại sao thầy không giảng cái gì khác mà hôn nhân hạnh phúc cái gì đó mà thầy nói là hôn nhân và ly dị nghe buồn. Xin thưa với các vị, cái chữ hôn nhân và hạnh phúc thì không có gì để nói, phải không? Tôi kể câu chuyện ví dụ vậy. Ngày xưa có hai người đó, họ yêu nhau tha thiết, họ cưới nhau rất là hạnh phúc, rồi chấm hết câu chuyện, được không? Được. Nhưng mà tôi nói vậy nè, ngày xưa đó có hai người đó quan trái dữ lắm đó. Họ muốn đến với nhau họ phải cực khổ hay là khó khăn bởi đôi bên gia đình, như là Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài vậy đó, này kia kia nọ, quá xá đau khổ này kia kia nọ. Tôi chấm hết được không? Không có được. Khổ làm sao? Làm sao? Tại sao? Đúng không? Hạnh phúc thì không còn gì để bàn, không còn gì để nói. Cho nên ở vấn đề đây chúng ta phải làm sao khắc phục các mặt hạn chế đó, còn cái điều kia khỏi cần nói, có đúng không? Ý ở đây là chúng tôi muốn nói với tất cả các vị vậy. Và rất có thể hôm nay tôi nói không có chính xác, nó là một phương diện nào đó thôi, nhưng mà chúng tôi nghĩ có thể chia sẻ được điều gì. Hôn nhân và ly dị là hai phương diện khác nhau. Không phải tôi xúi các vị hôn nhân để rồi tôi xúi các vị ly dị, tôi không có nói vấn đề đó. Mà tôi nói trong đây là vấn đề phức tạp của vấn đề hôn nhân. Đây là một nguyên tắc của cuộc đời, một nguyên lý, một sự thật thôi, không có chối cãi được. Còn ly dị là cái vấn đề một cái mảng khác. Có những người hôn nhân hạnh phúc, có những người hôn nhân đau khổ, vấn đề đó tùy. Nhưng mà ở phương diện chúng ta bàn và trao đổi những vấn đề nó tiêu cực của nó. Xin thưa với các vị, trong từ quá khứ cho đến thời hiện tại của chúng ta, tùy vào quốc gia, tùy vào nền văn hóa, tùy vào phong tục tập quán của mỗi địa phương mà chúng ta đưa ra một cái quy ước về hôn nhân nó khác biệt nhau. Chứ không phải hôn nhân ở đâu cũng giống ở đâu. Và một người khác đạo cũng đưa đến cái sự hôn nhân khác biệt nhau. Và trong vấn đề hôm nay, chúng tôi muốn chia sẻ một vấn đề vô cùng quan trọng là hôn nhân khác tôn giáo cần phải xử lý như thế nào, xử sự như thế nào cho nó thích hợp trong một thời đại mà điều này nó xảy ra nhan nhản hàng ngày của chúng ta. Đây là vấn đề chúng ta cần bàn. Còn vấn đề ly dị, tôi nghĩ từ ban đầu cái thể quy chế về hôn nhân thì tôi nghĩ có, nhưng mà ly dị tôi nghĩ chắc là mới gần đây thôi. Tức là trong cái quá trình của cuộc sống nó có những cái bất như ý, hay là gây đau khổ, hay là sự hà hiếp như thế này thế kia, nó mới có những cái quy ước lần lần ra điều này. Tôi nghĩ điều này chắc là sau này, không biết tôi nói có trúng không, nhưng mà tôi nghĩ sau này người ta mới đưa ra vấn đề để mà ly dị hợp pháp, có sự can thiệp của luật pháp vào trong mỗi gia đình của chúng ta. Và cả vấn đề bạo lực gia đình, ngày xưa vợ chồng anh đánh lộn nhau, văng đầu phun máu, mặc kệ anh, chuyện đèn nhà ai nấy sáng, không có ai can thiệp hết.
có đánh chết chết rồi thôi, vợ tao tao đánh tao có quyền, ví dụ vậy. Nhưng mà hôm nay không có được chuyện đó. Khi bộ luật phòng chống bạo lực gia đình có rồi thì điều này không có nghĩa là gia đình anh muốn làm gì làm, anh phải xử sự như thế nào có sự tôn trọng. Nếu anh cưỡng chế áp đặt, anh đánh đập hà hiếp, anh giam cầm bất hợp lý, tất cả những cái đó luật pháp có quyền can thiệp, cho dầu đó là vợ của anh hay là thậm chí là con của anh cũng thế mà thôi. Thì ở đây chúng ta cần làm sáng tỏ điều này để mà chúng ta hóa giải những vấn đề nó quá bi đá mà tôi đã từng được nghe và tôi đã từng được thấy. Xin thưa với các vị, cách đây vài tuần tôi có tiếp chuyện với một cái cô đó khoảng 28 tuổi. Khi cổ đi gặp tôi nhìn từ xa, tôi thấy trên gương mặt của cổ ít nhất là 6 lần như thế này. Mỗi một lần có thể là bự bằng hai ngón tay cái của tôi. Thì khi đến gần nhìn kỹ, các vị biết đó là cái gì không? Cái đó là những cây sắt nướng mà ịnh lên mặt. Khi tôi thấy như vậy, khi ngồi nói chuyện chưa được hai câu, cô kể chuyện với tôi trong nước mắt. Và cô nói như thế này: thưa thầy, con quá đau khổ cho nên con đến tìm thầy. Đau khổ của con ở đây là khi hai vợ chồng sống không hòa hợp với nhau, sự ghen tuông bóng gió, rồi tiền bạc thế này thế khác, rồi nó dẫn đến là cái vấn đề chịu không nổi cho nên phải ly thân. Thì cô này về gia đình bên mẹ ruột ở. Thì ở trong vòng chưa được 2 tháng, cô này mới nhớ con của mình, đồng thời thấy rằng cũng nhớ gia đình, rồi mới quay trở về. Quay trở về là chủ yếu là thăm thôi. Thì buổi trưa hôm đó cô nằm ngủ, thì ông này không biết là ổng nghĩ là trong thời gian qua cô này đi đâu và cô này làm gì. Tất cả những điều đó, sự ghen tuông, cái tức giận của ổng gì đó không biết, ổng nướng cây sắt như thế này mà ổng ịnh lên mặt cô 6 dấu như vậy, mỗi một dấu dài gần một gan tay của tôi. Xin thưa với các vị, đó là từ những chuyện bi đát của gia đình mà chúng ta thấy được. Nếu điều đó chúng ta đưa ra luật pháp là cái này cái khác, chúng ta thấy sao? Những quan trái mà cô kể, thật sự mình nghe một phía cũng chưa xác định được một vấn đề. Tôi nghe bất cứ một vấn đề nào tôi cũng cần phải suy nghĩ là phía bên kia là cái gì nữa. Nhưng mà mình có thể là thấy được cái thảm hại của một bên, mình cũng thấy hơi chạnh lòng. Thật ra dĩ nhiên trong vấn đề này nó còn nhiều điều phức tạp. Chúng ta đã đọc trên báo, chúng ta thấy rồi, một cái cô này cũng đã trốn gia đình 2 năm về bên bà già ruột ở. Và khi mà cái hội thảo về bạo lực gia đình đưa ra là ngày hôm đó cổ có mặt. Cổ tên là Sen ở Thái Bình. Ai đã đọc báo thì biết chuyện này. 19 năm có gia đình là 19 năm ở tù lỏng. Cổ đã kể từ lại như vậy. Cổ với chồng cổ trước khi hôn nhân là hai người đều là công nhân viên chức nhà nước, làm việc như nhau. Và khi đến với nhau, thương nhau, cưới nhau rồi thì kể từ ngày hôn nhân đó là cô này nghe lời chồng buộc phải từ việc. Bởi vì anh này không bao giờ cho cô đi ra bất cứ lúc nào ra bên ngoài, chỉ trừ ra đi chợ mua đồ ăn thôi. Không có đi ra nhà một bên, không có đi tiếp xúc với bất cứ một ai, không có đi đám tiệc, không có bất cứ một cái gì, và không bao giờ lén phén được ra ngoài. Bất cứ một lời hỏi han thưa hỏi gì đều nhận được chửi bằng chửi mắng và đánh đập, giam cầm như vậy. Cô đã trốn đã bao nhiêu lần mà cuối cùng trốn không thoát. 19 năm tới cuối cùng cô trốn được 2 năm là coi như là 21 năm cuộc đời của cổ. Cô trốn được 2 năm, cổ thoát ra khỏi một cái sự kìm kẹp và cổ tố giác lại chồng cổ là tất cả 19 năm đã làm gì cho cuộc đời của cổ. Như vậy tôi nghĩ thấy rằng sự bất hạnh chồng chéo, những cái chuyện khổ đau, những cái bất công dường như nó xảy ra đầy dẫy ở trong xã hội này. Mà có những người vì danh dự, vì hạnh phúc, vì tương lai, vì cái gì đó mà đôi khi chúng ta im lặng để cho mọi việc nó được tốt đẹp. Xin thưa các vị, cách một năm trước, tức là khi tôi về đám lễ tang của thân phụ tôi, mà các vị đã coi qua cái chương trình lễ tang đó. Xong tang lễ rồi tôi trở về chùa Giác Ngộ, thì tôi có gặp một cái cô Phật tử đó. Năm đó thì chắc là cổ cỡ 50, 50 mấy gì thôi, quê ở Kiên Giang. Khi gặp tôi có xin tôi một ý kiến, cũng là về gia đình nữa. Ông chồng của cổ lúc mà 50 tuổi đã dám 9 lần ngoại tình, đã làm đau khổ cổ 9 lần như vậy. Cổ đã kể từ lần như vậy. Qua 9 lần ngoại tình đau khổ như vậy, nhưng mà lần thứ 9 là lần cổ đau đớn nhất.
là ông đã gạt cổ 900 triệu. Ông nói ông đi làm ăn. Ông đi làm ăn vậy vậy, cuối cùng ông có bù nhí ở đâu đó, cổ kể lại trong rất là tức giận. Ông ôm tất cả các số tiền đó cho một cái người mà ông ngoại tình lần thứ 9 á, ông cho người đó xây cất nhà và lập nghiệp. Rồi ông về mới quậy lại với gia đình và ông đòi ly hôn. Khi cô này quá tức giận về chuyện đó, cổ chấp nhận để cổ ký cổ ly hôn, nhưng mà cổ dừng lại. Bởi vì cổ nghĩ một cái điều như thế này: căn nhà của cổ á, là cái căn nhà nó nằm ở mặt tiền mà rất là lớn ở Kiên Giang, mà trị giá căn nhà cổ hiện giờ là 700 cây. Mà nếu bây giờ cổ ký ly hôn cái á, cổ nói cái con này vô tích sự, con phá hoại gia đình con, ở đâu đó mà tự nhiên mà cho nó ôm 350 cây này, là cổ không cam lòng. Cô không phải là cổ thương ổng nữa, cổ quá giận rồi, cổ không cần thiết điều đó nữa, cổ muốn ký ly hôn cho rồi để điều này đừng đau khổ. Nhưng mà bây giờ cổ nghĩ tới vấn đề là cổ dừng lại, không phải là cổ muốn níu kéo gia đình, mà cổ quá tức giận ở chỗ là cổ mất 350 cây vàng một cách vô lý như thế này. Vì quá giận điều này cho nên là cổ dừng lại, và cổ có thưa hỏi với tôi về chuyện đó ở tại chùa Giác Ngộ cách đây một năm hơn về chuyện này. Xin thưa với các vị, cái điều mà lấy tiền mà để cho những người khác và làm đau khổ gia đình như vậy là chuyện giống thời đại này là không ít các vị, quá nhiều đi. Tôi có một bài thơ ở bên vệ đường mà tôi được nghe mấy cái người mà thanh niên ở ngồi uống nước rồi nói chuyện với nhau. Tôi nghe loáng thoáng không biết có trúng không nghe, có trật các vị sửa dùm. Ta có nói một câu, nói là bắt thang lên hỏi ông trời. Có gì nữa? Ai thuộc câu này là chắc đau khổ dữ lắm rồi đó. Có tiền cho gái có đòi được không? Ông trời ông bảo gì? Ông bảo rằng không, tao còn bị gạt huống chi là mày. Tôi thấy mấy anh uống cà phê uống trà đôi khi cũng có những bài thơ lý thú quá chứ. Nhưng mà những bài thơ này tôi nghĩ có được á, là từ những sự trả giá quá đắt cho hạnh phúc của mỗi gia đình. Bởi vì mỗi một lần biến cố mà đổ vỡ gia đình mà về mặt này á, chua chát lắm các vị. Đôi khi nó không phát xuất phát từ tình cảm, mà nó từ một sự gạt gẫm, một cái ý đồ của một người nào đó để làm tiền chúng ta. Thì vì vậy mà mình đánh đổ một người cùng chung sống, cả một gia đình, cả một những đứa con, cả những cái gì đó hạnh phúc từ bấy lâu nay chúng ta dung quén. Cái đó đôi khi có nên không? Trong vấn đề ly dị chúng ta sẽ trình bày điều này. Xin thưa với các vị, Đạo Phật đóng góp và xây dựng việc gì, hay là can thiệp được gì cho việc này của chúng ta? Xin thưa các vị biết Đức Phật chúng ta trước khi đi xuất gia, Đức Phật vẫn là người có gia đình, đúng không? Đức Phật là một Đông Cung Thái Tử mà. Xin thực chia sự với các vị, đời sống của một Đông Cung Thái Tử về mặt hôn nhân hay là về mặt tình cảm đối với nữ là chuyện bình thường. Nhưng mà Đức Phật đi tu không phải vì bị Gia Du Đà La phụ bạc, không phải vì thiếu trách nhiệm với một gia đình, không phải vì hai người xào xáo với nhau mà cuối cùng bỏ nhà ra đi. Tất cả mọi chuyện đó đối với Đức Phật chúng ta ngày xưa không là vấn đề gì hết. Một gia đình rất hoàn hảo, một Gia Du Đà La rất tuyệt vời. Chúng ta xem lại cái bộ phim Phật Quốc Ký Sự, tôi có nói về điều này. Và đối với một người như Thái Tử, là một người rất có trách nhiệm của một người chồng, một Thái Tử của một người cha, vân vân. Nhưng mà sự hy sinh ra đi, đây là hoàn toàn là từ hy sinh vì đại cuộc, hy sinh những hạnh phúc cá nhân của mình. Đây là một mục đích cao cả mà không có thể so sánh được. Nhưng khi Đức Phật đã trở thành một vị Phật, Đức Phật cũng chưa bao giờ thóa mạ xem đời sống hôn nhân là hạ liệt, thấp kém, là xấu xa. Nhưng Đức Phật cũng không bao giờ xem đó là một sự thánh thiện. Đức Phật xem đó là một chuyện rất bình thường của con người thôi. Nếu con người sống trong dòng thế tục, trong dòng trần tục, trong đời sống của một người phàm tình, thường dân, thì điều này là điều rất bình thường. Nhưng tùy mức độ lễ giáo, phong tục tập quán của mỗi quốc gia, về văn hóa cho đến mọi thứ, chúng ta tôn trọng lễ giáo như vậy là được rồi. Giống như người Đông Phương, Việt Nam hay Trung Quốc của chúng ta, trong đời sống hôn nhân người ta rất tôn trọng chữ lễ vậy đó. Thì Ấn Độ nó có những cái văn hóa tục lệ nó khác.
Nhưng Đức Phật thừa nhận điều này như một sự rất bình thường của con người, như một bản năng tình cảm của con người. Đức Phật từng dạy trong kinh Tăng Chi: ta không thấy một sắc, thinh hương vị xúc pháp nào xâm chiếm và ngự trị được tâm của người đàn ông ngoài sắc, thinh hương vị xúc pháp của người đàn bà, và ngược lại. Đức Phật thừa nhận sự đam mê giữa hai giới, đây là hoàn toàn bình thường. Nếu con người tu hành mà muốn thoát ra khỏi điều này, đó là một thệ nguyện lớn và một hạnh nguyện cần phải tu tập, thì điều này có cái nhìn khác đi. Thì trong vấn đề tu tập và đoạn trừ những cái phiền não sân si, trong cái bài tham ái là nguyên nhân đau khổ, tôi có giới thiệu ít nhiều về điều này. Và điều này xem như là bản năng tình cảm nguyên thủy của con người, không có ai chối bỏ. Dầu có chối bỏ đi chăng nữa, thầm tiềm ẩn ngủ ngần, nó vẫn là như vậy. Sự khác biệt nhau là sự biểu hiện của mỗi người chúng ta thôi. Có người biểu hiện tế nhị, có người biểu hiện thô lỗ, có người biểu hiện mặt này mặt khác, còn đó là nguyên tắc của con người. Xin thưa các vị, đối với một người tu sĩ, khi Đức Phật ra giới luật cho một người tu sĩ tu tập mang tính cách để xuất thế, thì một người tu sĩ có quyền can thiệp và nói chuyện đến những điều này hay không? Thì hôm nay chúng tôi cùng trình bày với các vị. Nếu để nói là có lỗi trong vấn đề này thì tôi là người có lỗi rất nhiều. Sự thật, nếu để gọi là có lỗi trong cái việc là giúp cho những cái gia đình được đầm ấm hòa thuận vân vân, đôi khi người ta chuẩn bị đến hôn nhân, chuẩn bị đến ly dị, tôi phải can thiệp 1 tháng, 3 tháng, 5 tháng gì đó, rồi phải thương tiếc người này người kia, tất cả những điều này nếu nói về mặt vi phạm, tôi là người vi phạm rất là nhiều về điều này. Nhưng để nói là phạm hay không, điều này chúng ta cần trình bày. Một người xuất gia, nếu gọi là xuất gia thọ tỳ kheo giới, trong điều này trong luật Đức Phật có cấm ở một cái tội không phải là tội trọng, tội nhẹ nhưng vẫn là cấm, là tỳ kheo không được quyền làm môi giới, cưới gả đem ý người nam nói với ý người nữ, đem ý người nữ nói ý người nam để tác hợp hôn nhân vân vân. Điều này trong luật cấm một thầy tỳ kheo không được quyền làm điều này. Bởi vì tỳ kheo giới là thanh văn giới, lấy mục đích giải thoát làm đầu, lấy thanh tịnh giải thoát làm đầu, cho nên một thầy tỳ kheo không được quyền can thiệp vào chuyện cuộc đời thế tục của người ta. Người ta có đổ vỡ gia đình trước mặt mình cũng mặc kệ họ, tất cả những điều đó là của thế gian, không dính dáng gì đến với chúng ta là người tu cả. Các vị có thể thông cảm tới chỗ này chưa? Nhưng tất cả những vị thầy để gọi là Đại Thừa phát triển hay là Phật giáo Bắc truyền thì có một cái giới để thọ nữa, gọi là Bồ Tát giới. Bồ Tát giới lấy lợi ích của chúng sinh làm đầu. Vì vậy cho nên ở đây một thầy tỳ kheo khi thọ Bồ Tát giới, nó còn có một điều là nếu thấy người ta đau khổ mà việc mình cứu khổ người ta mà mình có hy sinh ở một phần nào đó, giống như sự sai lầm hoặc là sự ảnh hưởng gì đến bản thân mình, nhưng mà vì hạnh phúc của người khác, thì một người thọ giới Bồ Tát cần phải xả thân để cứu, cho dầu đó là hy sinh thân mạng. Vì vậy Bồ Tát giới lấy hạnh nguyện độ sinh làm đầu, lợi tha làm đầu, cho nên đứng về mặt Bồ Tát giới, một người có quyền được can thiệp vào cái hạnh phúc đau khổ của những gia đình người ta đang gặp phải. Đây là vấn đề khác biệt nhau giữa hai khuynh hướng tư tưởng giữa luật Bồ Tát và luật tỳ kheo. Vì vậy nếu đứng về luật tỳ kheo, tôi giúp cho tất cả các vị về phương diện là can thiệp vào đời sống gia đình, giống như đề tài tình yêu hạnh phúc và oan trái, điều đó xem như nó có cái gì không đúng lắm. Nhưng mà đứng về Bồ Tát giới là hoàn toàn thích hợp, nếu để đời sống của những người cư sĩ tại gia để có tốt đẹp hơn, đây là điều cần bàn. Các vị có thể thông cảm đến điều này hay không? Cho nên xin thưa các vị, có những lúc tôi chia sẻ điều này nhưng trong lòng tôi cũng hơi buồn buồn. Vì thật sự ở đây nó có những cái mà nó nghịch lý với cuộc sống của mình, mà mình cần phải suy tư hay là như thế này thế khác chia sẻ. Thì vì có những cái quá đau thương, giống như những cái tình trạng mà tôi kể các vị vừa rồi đối diện trực tiếp với mình phải làm gì? Tôi vẫn biết ở phương diện lợi hại của nó như thế nào. Thì hôm nay tôi trình bày với tất cả các vị để các vị thấy được rằng những cái phương diện tích cực và tiêu cực như vậy. Như vậy nếu mà đứng về phương diện mà để gọi là hoàn toàn một người tu sĩ không can thiệp gì hết á, thì thật ra đạo pháp chúng ta một thời gian nữa nó bị thiệt thòi và hạn chế rất là nhiều. Điều này tôi sẽ trình bày với vấn đề các vị là vấn đề hôn nhân và tôn giáo. Tôi sẽ nói rõ vấn đề này ra cho các vị hiểu. Trở lại vấn đề,
Như vậy tôi đã nêu ra tất cả các vị những tiền đề để nhằm giới thiệu cho cái nội dung của sự chia sẻ của chúng tôi như thế này. Thì trở lại vấn đề tôi trình bày đầu tiên là cái vế là hôn nhân. Cái vế thứ hai tôi trình bày đó là ly dị. Và cái cuối cùng đúc kết là quan niệm của Đạo Phật và phương thức sống như thế nào để hạn chế những mặt tiêu cực này. Xin thưa các vị, hôn nhân là ai cũng biết đúng không? Nhưng mà có rất nhiều câu định nghĩa văn chương bóng bẩy văn vẽ lắm. Hôn nhân là thế này, hôn nhân là thế kia. Nhưng mà chúng ta hiểu nôm na hôn nhân là hai người cưới nhau, đại khái vậy đi, phải không? Có những câu định nghĩa này là hôn nhân là sự hòa hợp của hai tâm hồn cùng hướng vào nhau để xây dựng hạnh phúc, hay không? Trời ơi, nghe văn chương dễ sợ, không biết có phải giống vậy không. Nhưng mà theo tôi chắc góp từ nhiều những cái vấn đề người ta chia sẻ vấn đề này khác nhau, mình có thể nói là hôn nhân là khẳng định sự trưởng thành của một người nam hay là một người nữ, và nhằm hợp thức hóa đời sống lứa đôi của họ để cùng hợp tác xây dựng gia đình, tiến bộ nhiều mặt, trong đó có mặt duy trì về nòi giống. Trong cái nòi giống này nó còn có sự phát triển về xã hội, về đạo đức, về kiến thức, về tất cả. Mà đôi khi một đời sống hôn nhân tích cực, chúng ta đã phát huy rất tốt về tất cả các mặt này. Ở đây là một phương thức nói chung chung như vậy thôi. Như vậy ở đây có những cái mà hôn nhân nó được hợp pháp và hôn nhân không hợp pháp. Hôn nhân hợp pháp là được sự đồng ý của đôi bên, đồng thời hợp pháp là chúng ta có giấy hôn thú. Tức là hôn nhân chúng ta được thừa nhận bằng cách là chúng ta có hôn thú. Còn những hôn nhân không hợp pháp là những hôn nhân không có hôn thú, những hôn nhân chưa đúng tuổi. Bởi vì theo bộ luật gia đình, hôn nhân đúng tuổi, tuổi phụ nữ thấp nhất là bao nhiêu? 18. Tuổi nam nhân thấp nhất là bao nhiêu? Là 20. Như vậy ở mặt căn bản, tuổi thấp nhất của nam là 20, thấp nhất của nữ là 18. Lúc đó chúng ta mới có thể được quyền đăng ký kết hôn và được thừa nhận có hôn thú. Cho nên ngoài những vấn đề đó thì chúng ta tuổi vị thành niên hôn nhân là chúng ta không hợp pháp, những người đồng tính hôn nhân là không hợp pháp. Và bên cạnh đó có những cái mà hôn nhân ngoài luật gia đình cho phép. Ví dụ luật hôn nhân gia đình chỉ công nhận một chồng một vợ, tất cả những vợ không mang tính cách hôn thú xem như là hôn nhân không hợp lệ. Có phải vậy không? Ở đây nói chung chung như vậy thôi chứ không có nhằm chia sẻ cái gì. Còn vấn đề phức tạp của nó thì tùy cái góc độ khác nhau. Xin thưa với các vị, vừa rồi cách đây chưa được một tuần, có một cô này có điện đến tôi. Cô nói thưa thầy, con có một việc quan trọng lắm, con nhờ thầy chia sẻ. Mỗi lần mà tôi nghe tiếng trẻ trẻ mà nói với vấn đề này tôi nghi nghi, mà thật sự không sai. Nhưng mà cái chuyện này nó đơn giản lắm. Cô này có nói với tôi như thế này. Cổ thì 26 tuổi. Cổ nói cổ có quen với một anh chàng đó, nhưng mà anh đã có gia đình rồi. Anh này rất thương cổ và lo lắng cho cổ rất là nhiều. Nhưng mà hôm nay cổ mới nói là thôi bây giờ chúng ta thấy không có hợp hay gì đó, nó có gì trở ngại trục trặc đó, cô này phải đòi chia tay. Thì cái anh này anh mới nói là chia tay là anh sẽ giết cổ. Cổ nói bây giờ nếu mà con nói chia tay nó đòi giết con vậy con phải làm sao? Thì tôi nói thì cô làm thì cô cứ đưa cổ ra cho nó giết chứ làm sao. Tại sao tôi nói cái điều đó? Tôi nói cô chia tay cái lý do gì? Trước khi cô đến với anh ta, cô hoàn toàn có biết anh ta có gia đình. Mà cô chấp nhận bước vào như vậy là mục đích của cô bước vào là lý do gì? Điều này nếu xảy ra, trong hai phải có người đau khổ. Một, nếu cô được, người kia sẽ khổ. Còn hai nữa, nếu người kia được thì hoàn toàn sự mất mát thất vọng này là từ phương diện của cô phải gánh chịu. Cô đã biết từ ban đầu như vậy mà cô lâm vào với mục đích gì? Để anh ta lo lắng cho cô rất nhiều. Rồi bây giờ khi mà cô có đầy đủ trong cái bản thân cô rồi thì cô bây giờ cô muốn chia tay, cô muốn cắt đứt thì người ta không tức tới họng sao được. Thì cái điều này tôi nói rằng nếu cô quang minh chánh đại, cô không muốn làm đau khổ gia đình người khác, ở chỗ cô là người có lương tâm, cô hãy đem hết tất cả những gì mà anh ta đã có cho cô trả lại đi, rồi cô nói là chia tay, chuyện này dễ dàng chấp nhận hơn. Cô có làm được điều này thì cô hãy hỏi thầy phải giải quyết làm sao. Tôi chỉ trả lời như vậy thôi chứ tôi cũng không biết làm sao nữa. Xin thưa với các vị, nó có hàng trăm ngàn điều phức tạp ở trong đó. Cho nên hôn nhân, tình yêu, hạnh phúc hay cái gì đó, tôi nói tất cả những cái mỹ từ đó
Tôi nói nó chỉ là một cái cuộn tơ giò mà được phủ bên ngoài bởi lớp sơn son thiếp vàng thôi, chứ không có gì hết trơn. Ở trong đó nó hàng trăm thứ phức tạp, ở ngoài nó rất là đơn giản. Nhìn thấy xe qua, nhìn thấy đám cưới, nhìn thấy thế này thế khác, chúng ta thấy giống như là những điều trăm năm hạnh phúc, người ta đề những cái chữ to tướng như vậy. Nhưng ở trong đó nó là một cái cuộn tơ rối nùi ở trong đó mà chúng ta không biết đường tháo gỡ. Nếu tháo gỡ được, người ta không có than trời trách đất và đau khổ như thế này. Đó là sự thật mà tất cả các vị ở đây ai cũng đã trải qua những quá trình đó, hoặc là chúng ta đã từng chứng kiến những người thân mình đã như vậy rồi. Cho nên có một cái bài thơ nên là: khi chưa yêu con đến tìm Thượng Đế, để xin Ngài nói hộ nghĩa yêu thương. Và hôm nay con đến tìm Thượng Đế, xin chiếc bình đựng giọt lệ đau thương. Đây là chỗ này. Chúng ta thấy nó phủ phàng ghê gớm lắm. Nó cũng giống như bài của Nguy Cận nó từng nói vậy đó: hỡi Thượng Đế tôi cúi đầu trả lại, linh hồn tôi đà một kiếp đi quang, sầu đã chín xin người thôi hải hái, nhận tôi đi dù địa ngục thiên đàng. Tất cả những cái điều đó là tất cả những cái điều mà người ta tưởng tượng, nhưng mà sự thực nó không phải là như vậy. Cho nên ở đây chúng tôi muốn nói về vấn đề là khi chúng ta đặt một vấn đề để hôn nhân rồi, thì chúng ta phải khẳng định được mục đích của chúng ta là cái gì. Chúng ta phải thật sự rất là trưởng thành trong điều này, chứ không phải nói là tôi lớn lên rồi tôi phải như vậy, ai dạy tôi phải vậy, hay là tôi như thế này thế khác. Cái chuyện như thế nào thì của các vị, nhưng cái điều đó các vị nhớ kỹ rằng cả đời của chúng ta còn lại lẫn chứ không phải đơn giản như một sự quyết định. Chúng ta đừng nghĩ một cách mơ hồ là dán đóng thiền rồi cái gì cũng được. Không phải đâu, nó cũng tháo bung và dành hết à, chẳng có chuyện đơn giản như vậy đâu. Cho nên đừng có ảo tưởng. Khi bây giờ chúng ta lớn lên, chúng ta học thức, chúng ta có nhiều kiến thức, chúng ta có nhiều sách báo, chúng ta nhiều kinh nghiệm, chúng ta có những người đi trước hướng dẫn, thì mình phải nghe, phải suy tư, phải thế này thế khác. Để chi vậy? Để chúng ta rất thận trọng trong việc này, để sau này chúng ta đừng có những cái hối hận hay là đáng tiếc. Đừng vội vàng trong việc này tất cả các vị. Chúng tôi có đọc một cuốn sách về là làm sao tránh được sự phong hóa của xã hội, do tỳ kheo Thích Tâm Quan dịch. Điều này có kể một câu chuyện rất là hay. Trong cái phần cuộc sống của gia đình, hai người này thương nhau và cưới nhau. Nhưng mà khi cưới nhau rồi đó, cái cô vợ này mỗi lần có bất cứ một cái việc gì xảy ra, cô này chửi anh này bằng một câu là ngu quá à, chửi vậy á. Thì anh này anh chấp nhận nhiều lần rất là đau khổ. Cho đến một ngày đó anh không còn chịu đựng được trong cái vấn đề là sự nói năng quá nặng hay là quá đáng của vợ. Cho nên anh mới nói một câu rằng: đúng rồi, chính vì tôi ngu cho nên tôi cưới phải nhầm em à. Đó là câu trả lời của anh này. Tức là anh muốn hòa giải, muốn tốt đẹp trong một gia đình, nhưng mà bằng cách này cách khác cô này cứ xử sự thô lỗ như vậy. Để cuối cùng anh nghĩ ra một câu để nói, thì từ đó về sau cái điều này nó mới bắt đầu chấm dứt. Cho nên có những cái chúng ta suy xét thấy rằng khi chúng ta được thương, đôi khi chúng ta làm nhiều điều quá đáng lắm. Đây là vấn đề chúng ta cần bàn. Trở lại vấn đề, như vậy khi mà nói đến vấn đề hôn nhân, lý do nào, nguyên nhân nào chúng ta để đến với nhau hôn nhân? 100.001 câu trả lời. Vì sao tôi có chồng, vì sao tôi có vợ, vân 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 vân. Nhưng mà ở đây chúng tôi muốn nêu ra một vài ý nghĩa căn bản. Do hai người quá yêu nhau chúng ta dẫn đến hôn nhân. Do cha mẹ hứa hôn từ trước cho nên bây giờ buộc lòng phải đến với hôn nhân. Do vấn đề là mai mối của một người thân, một người trong gia đình, một người ngoài gia đình vân vân, chúng ta dẫn đến hôn nhân. Do chúng ta đền ơn đáp nghĩa bởi một ai đó với một lý do gì đó trong quá khứ để chúng ta dẫn đến hôn nhân. Do chúng ta thấy rằng môn đăng hộ đối của hai rồi cần phải vấn đề hôn nhân cho nó phải tương xứng, chúng ta dẫn đến hôn nhân. Một điều quan trọng nữa là thấy người khác danh giá quyền thế hay là vân vân đẹp đẽ gì đó, buộc lòng chúng ta dẫn đến hôn nhân. Đó là một vài tiêu chuẩn căn bản. Nhưng mà dầu thế nào đi nữa, với bất cứ lý do gì, hai người thật sự yêu nhau, do đền ơn đáp nghĩa, do sự giới thiệu moi mối của ai đó, do mình nghèo mình muốn đổi thân phận, hay là do vấn đề thấy người khác giàu có vân vân,
hay là do vấn đề gì. Nhưng điều quan trọng của nó, nếu đã hôn nhân là đã chấp nhận cuộc sống lứa đôi, là vấn đề đó, sau đó mới là vấn đề quan trọng. Không hẳn là hai người yêu nhau cưới nhau là tốt. Sự thật bước đầu hai người yêu nhau cưới nhau cũng là tốt đó. Nhưng mà chắc chắn rằng chỉ có hai người yêu nhau cưới nhau là hạnh phúc, còn tất cả các cái khác không hạnh phúc không? Ở đây chúng ta chưa phải là vấn đề gì hết. Bởi vì có những khi những người chưa cưới nhau họ rất thương nhau, nhưng cưới nhau rồi họ trở thành kẻ thù của nhau với một lý do nào đó. Vì vậy ở đây vấn đề cần giải quyết là sau hôn nhân mỗi người cần phải làm gì ở trách nhiệm của một người chồng, người vợ, người làm cha, làm mẹ của tất cả những thế hệ tương lai. Đây là điều chúng ta cần phải để ý. Dầu hôn nhân với mục đích nào không cần biết. Nhưng mà có những lúc chúng ta đã đặt sai mục đích chúng ta từ ban đầu. Về vấn đề ví dụ như chúng ta hứa hôn từ thời nhỏ, chúng ta hai người này là chúng ta bạn với nhau, người này sanh con trai, người kia sanh gái, lớn lên tuổi bà làm xui gia nha, hứa cho nó từ hồi lúc mà nó mới đẻ là nó có biết trời đất gì đâu. Rồi lớn lên rồi tự nhiên nói là ngày xưa đó má nó có hứa vậy vậy, rồi bên nay ba có hứa vậy vậy, rồi tác hợp cho tụi nó. Thật sự có những lúc làm như vậy rất là miễn cưỡng, rất là miễn cưỡng. Khi thật sự đời sống này chúng ta phải tôn trọng ở chỗ là con mình nó có tính cách là nó có quyết định trong tình cảm của nó một phần. Mặc dù mình biết rằng trong tình yêu lúc nào cũng có sự mù quáng trong đó, tôi thừa nhận con tim có lý lẽ riêng của nó và lý trí không thể can thiệp vào. Đây là vấn đề tôi thừa nhận. Có những lúc yêu là mù quáng, mặc dù á cái gì đó không biết, đó, cưới nhau rồi cạp đất ăn vẫn chấp nhận, cái đó là tưởng tượng, còn sự thực nó là cái khác. Nhưng mà ở đây khi mà chúng ta hứa như vậy mà để chúng ta ép con mình đi vào cái điều đó, đó thì đôi khi làm đau khổ ban đầu. Ở đây là chúng ta phải để ý. Có thể chúng ta gợi ý lên rằng ngày xưa cha mẹ có hứa như vậy đó, bây giờ tụi con lớn lên rồi có thể tìm hiểu nhau đi, có thể được thì cha mẹ giới thiệu này kia cho tụi con. Vấn đề đó tôn trọng giữa lời hứa, đồng thời tôn trọng những sự quyết định của con mình thì thấy nó hợp lý ha. Thứ hai nữa, vì trả một thâm ân mà phải quyết định cưới hỏi. Đây là vấn đề tôi đã có nghe, tôi đã có kể. Nhưng mà tôi nói cái người đó như thế này, ân nghĩa là ân nghĩa, nhưng mà vợ chồng là vợ chồng, hai cái này nó khác. Ví dụ như người này làm ơn của tôi có nhiều cách để tôi trả, chứ không nhất thiết là tôi phải chấp nhận cưới hỏi với người này tôi mới có thể trả được thâm ân này. Cưới hỏi là việc riêng, tình cảm đó là việc riêng, còn ân nghĩa người ta cái gì đó là việc riêng. Nếu trong vấn đề ân nghĩa đó mà mình phát sanh tình cảm được, mình yêu thương người đó được, mình có thể chấp nhận được người đó đến vấn đề hôn nhân là tùy mình quyết định. Nhưng mình nói là vì ân nghĩa này cho nên buộc lòng tôi phải chấp nhận để hôn nhân, để trả một cái mối ân nhờ đó, thì đôi khi chúng ta tự làm khổ mình từ ban đầu, thì vấn đề này phải suy nghĩ lại. Cho nên ân nghĩa chúng ta có nhiều cách để trả các vị. Đây là tôi mới giải quyết cho một vấn đề, góp ý thôi, chứ tôi không làm gì giải quyết chuyện này. Nhưng mà thưa tôi có góp ý cho một cái chuyện này ở tại Bến Tre cách này 3 tuần. Thì cái việc đó tôi muốn phân tích rằng ân nghĩa là ân nghĩa, tình cảm hôn nhân là hôn nhân, hôn nhân là chuyện cả đời, là không thể đơn giản mà xăm soi vô rồi á đưởng được cái ga tòa lý dị là xong, hay là đưởng được nhà ai nấy ở là xong. Đâu có đơn giản như vậy. Xem nhẹ giá trị của con người mình dữ vậy. Ở đây tôi nói với các vị phải để ý. Hay là bây giờ chúng ta thấy người khác có tiền của giàu có quá rồi chúng ta muốn đến với hôn nhân. Hay là hoặc bây giờ có những cái chuyện hôn nhân rất là đau khổ, là gia đình mình hơi khó khăn chút, rồi mai mối đó để gả Đài Loan, để gả Hàn Quốc, để gả cái giống gì đó không biết, mà để làm cho con mình đau thương như vậy thì vấn đề đó quá đáng các vị. Có những lúc con mình đang học như vậy đó, ép bỏ học à, về mày lấy chồng tao, mày thấy nhỏ nó ngang sông xó cửa không, mới 1 năm 2 năm nhà má nó cất nhà lầu vân vân á. Chúng ta thấy như vậy, con mình đang học rồi bắt bỏ làm mấy chuyện đó. Những người làm cha làm mẹ như vậy hơn nên suy xét lại suy tư của mình đó, quá đáng. Còn cái việc mà nói chung là thấy những người khác vấn đề, đây là tôi có đọc trong cái báo mà Thế Giới á, câu chuyện của ông này là ổng sau khi vợ qua đời, ổng ở độ tuổi khoảng 50 thôi, nhưng mà ổng rất là giàu có, ổng giữ lại một gia sản vô cùng lớn. Mà ổng viết trong bài báo là bây giờ tôi phải làm gì với cái số gia sản này. Cái tựa của bài báo là như vậy. Nhưng mà cái chuyện của nó là như vậy, khi một cô ở đâu đó biết được ông này sau khi vợ qua đời sống độc thân mà rất là giàu,
Thì cô này mới tự nguyện tìm cách đi đến để làm giống như một người làm công cho gia đình ông thôi, không có ý gì. Cô ta bày tỏ là như vậy. Trong suốt thời gian kéo dài 3 năm, cô này chấp nhận làm như một đầy tớ, làm tôi, làm mọi, làm hết tất cả mọi thứ. Nhưng ông này vẫn trả lương theo mức độ giống như cô này đã từng làm công. Nhưng ông ta rất nghi ngờ. Ông ta làm một cách rất nhiệt tình. Một ngày đó ông ta mới thăm dò ý cô. Cô này khoảng 30 tuổi thôi. Cô như vậy tại sao cô không có lập gia đình, kiếm một người chồng để chung sống nương tựa này kia, ở đây làm công như thế này để chôn vùi cuộc sống uổng như vậy? Thì cô ta mới nói là thấy ông già cả như lớn tuổi như vậy mà không ai săn sóc, cô tự nguyện làm như một tôi một đòi để hầu hạ, không cần bất cứ cái điều gì, không cần lương bổng, không cần gì hết, ông đừng bận tâm. Đại khái ông này nói qua nhiều lần vẫn thấy cô này miệt mài với những công việc một cách thành khẩn như vậy, ông ta cũng thấy động lòng nhưng chưa an tâm. Một ngày đó ông ta thử bằng cái cách như thế này. Ông ta nói với cô này đó, ít hôm nữa tôi sẽ chuẩn bị di dời nhà rồi. Bởi vì cái gia sản này tôi giữ là không phải của tôi giữ giùm chị của tôi. Cho nên ngày mai toàn bộ xe cộ người kia đó đi đến để mà chở đi hết rồi. Bây giờ cũng đâu còn tiền, đâu còn vấn đề gì nữa đâu để dọn dẹp. Tôi cũng chuẩn bị sắp xếp để đi. Như vậy thì thôi, tôi cũng cảm ơn cô đã giúp đỡ tôi này kia. Cô này vẫn một mực, dầu không còn gia sản này, cô vẫn chấp nhận theo ông. Ông cũng cảm thấy hơi chạnh lòng, nhưng mà ông quyết định đến một lần nữa là cho những người khác đến, đem xe đến để chở toàn bộ đồ đạc và giải quyết vấn đề của căn nhà này. Thì khi vấn đề đó thực hiện xảy ra rồi, ông nhờ người thân của ông làm như vậy thôi. Thì trong tối đêm đó cô này mới quay lại mới nói với ông: nếu sự thật là như vậy sao ông không nói tôi cách đây 3 năm đi? Cổ chửi bả ông một loạt như vậy rồi cuối cùng cổ bỏ ra đi. Nó là về chuyện đó, cho nên ông mới viết trong lời bài báo ông tâm thử là: tôi sẽ làm gì với gia sản này? Đó là vấn đề. Ông chấp nhận, ông thử tới một lần cuối cùng mà cô này vẫn miệt mài đến lần cuối cùng như vậy. Cho nên có những cái vấn đề chúng ta cần phải suy tư là những suy nghĩ của những người đôi khi nó quá táo bạo, liều lĩnh. Vì vậy cho nên ở đây người ta đưa ra những cái vấn đề là kinh nghiệm của cuộc sống mà người ta muốn giúp cho mình. Mình đọc những cái đó mình cũng thấy chới giới chứ không phải là chuyện bình thường. Đó là những vấn đề mà chúng ta cần phải thấy là nó phức tạp và nó nhiêu khê như vậy. Cho nên ở đây tất cả chúng ta cảm thấy rằng hôn nhân có nhiều lý do khác nhau. Tôi không biết là từ nguyên nhân nào, nhưng mà quan trọng nhất, nếu chúng ta đã chấp nhận đến với nhau rồi thì cũng chấp nhận sự đồng cam cộng khổ và tất cả mọi thứ để quyết định xây dựng hạnh phúc cho nhau một cách tốt đẹp, lâu dài. Giá trị của đời người chúng ta, danh dự của con người không đơn giản như chúng ta thay đổi một chiếc áo đâu tất cả các vị. Và điều này trong vấn đề Phật Pháp sẽ góp ý được gì cho các vị thì tôi sẽ chia sẻ ở phần chót của bài giảng này. Trở lại vấn đề, tôi thưa với các vị một vấn đề vô cùng quan trọng. Đó là vấn đề hôn nhân và tôn giáo. Đây là vấn đề tôi đã được nghe quá nhiều năm trước. Và đồng thời sau chuyến đi Mỹ về, tôi sẽ có suy tư rất nhiều về việc này. Vì ở Mỹ người ta đã cho tôi rất là nhiều thông tin. Sự hôn nhân các tôn giáo này là đặc biệt là giữa đạo Phật và những người không phải đạo Phật. Nhưng mà trong quy chế về vấn đề hôn nhân trong đạo Phật là chưa có một quy chế hay là một giới, một luật, một cái gì để bắt người khi đến hôn nhân là người không phải cùng đạo Phật phải theo đạo Phật. Ở đây nó chưa có từ đó đến giờ. Nhưng mà ngược lại, đối với những người khi bước vào hôn nhân với những người không cùng tôn giáo thì người ta lại buộc những người đạo Phật hoặc những người khác phải theo những tôn giáo khác. Đây là những vấn đề tôi thấy nó hơi nghịch lý một chút trong vấn đề hôn nhân. Đôi khi họ lợi dụng hôn nhân để ép buộc người khác đi vào cái vấn đề tôn giáo này. Tôi muốn chia sẻ với các vị. Vừa rồi tôi có nghe cô đệ tử tôi có kể một cái người mà ở cùng xóm, đó là ở tại Bình Minh. Anh này ảnh đạo Tin Lành. Khi anh về Việt Nam, ảnh lên tiếng ảnh cưới vợ. Thì ảnh lên tiếng với cô đó là anh nói là: nếu em muốn anh cưới á thì em hãy đi học đạo đi. Thì người này cuốn gói đi học đạo liền. Tôi nói thiệt, cái giá trị của đời người con gái nó đơn giản vậy à. 8 lần nan nỉ tao coi tao còn chấp nhận theo mày không, chứ đừng nói mà tới như vậy. Mình phải như vậy mới được chứ.
Sao mà đơn giản dữ vậy? Danh dự giá trị của người con gái chỉ đơn giản là muốn anh cưới thôi, em đi học đạo đi. Cái tự nhiên nghe quýnh quán cho cuốn gói đi học đạo à. Trời, tự nhiên tôi thấy tôi cũng hơi nhột nhột. Đúng như là Nguyễn Bính không có nói một câu là với những kẻ mới vờ duyên hứa hẹn, tôi cũng cho trọn vẹn cả linh hồn. Cho nên thật sự với các vị, giá trị của đời người không đơn giản như vậy. Nếu mà muốn cưới mình thì có nhiều lý do để cưới. Mình cũng có cái sĩ diện của mình, có tự trọng của mình. Mình không phải là của hôi, của bỏ, của cái gì đâu mà người ta mới nói là mình chập giật. Hôn nhân không phải làm cái cách đó, đâu có đơn giản như vậy. Năm lần bảy lượt cậy người này nhờ người kia mai mối người nọ, mình còn chưa chắc nữa kìa. Sao mình lại đơn giản như vậy? Cái gì đơn giản bước đầu để đến với nhau thì nó cũng đơn giản để bỏ nhau, y chang như vậy. Cái gì nó có cái giá của nó, cái khó của nó thì nó có cái ý nghĩa của nó, không đơn giản như vậy. Cho nên ở đây tôi muốn nói vấn đề là hôn nhân và tôn giáo, tôi muốn đề cập. Bởi vì sao? Bởi vì đạo Phật nhiều năm qua không có lên tiếng điều này, nhưng mà cảm thấy giống như một sự quá thiệt thòi. Một sự thiệt thòi là một người đạo Phật như vậy, khi cưới một người ngoài tôn giáo, dầu là Thiên Chúa hay là Tin Lành, thì người ta cứ buộc người bên đạo Phật phải cải đạo, phải bỏ đạo họ mới cưới. Có phải là một quy chế như vậy không? Có phải một quy chế nào có thể cải đạo hơn? Nếu đây là một quy luật không thể khác hơn được thì tại sao có những người đạo ai nấy giữ? Đúng không? Rồi lại có những người khi mà người ta cưới nhau, ta hiểu được đạo Phật, người ta cũng bỏ những đạo khác, ta quay về với đạo Phật. Như vậy ở đây không thuộc về quy chế mà thuộc về dạng chim trời cá nước, ai bắt được nấy ăn. Là cứ làm đại như vậy đó, nồ người ta, áp đặt người ta, hù người ta, được thì được, không được thì thôi, chuyện này đâu có mất mát gì đâu. Ở đây là các vị phải để ý, không có một quy luật nào nói về chuyện này hết. Nếu đứng về mặt góc độ Việt Nam, người Phật tử Việt Nam hay là đạo Phật Việt Nam là một đạo gốc, là một nền văn hóa, là một truyền thống. Những đạo khác có mặt trên đất nước Việt Nam chỉ là sanh sao đẻ muộn, là những gì, một cái văn hóa ngoại lai. Như vậy người ta có thể đi vào bằng bất cứ một lý do gì để vào Việt Nam thì người ta phải tôn trọng nền văn hóa của mình, phải. Giống như một người khách mà đến nhà chủ mà tự nhiên khách mà ép chủ, có lý không? Không có lý về việc này. Vì vậy cho nên ở đây chúng ta phải để ý là khách không được quyền ép chủ. Đối với đạo Phật là một nền văn hóa dân tộc đã hơn 2.000 năm trên đất nước Việt Nam, là một cái nền văn hóa tổ tiên ông bà truyền thống. Ở đây chúng ta phải rất hiểu điều này, mà không đơn giản để vì hôn nhân, vì chén cơm manh áo mà chúng ta có thể làm được chuyện đó, thay đổi dễ dàng bởi một yêu cầu đơn giản, nhất là qua hôn nhân như vậy. Đây là vấn đề thứ nhất tôi cần muốn nói các vị. Khách không có quyền ép chủ. Thứ hai tôi muốn chia sẻ với các vị ở điều này, đó là vấn đề bất cứ một ai mà yêu cầu người khác, dầu là con trai hay là con gái, để cải đạo vì hôn nhân, là người này đang vi phạm luật pháp đang hiện hành ở đất nước Việt Nam, tức là không tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng của người khác. Và trong luật hôn nhân gia đình vẫn vi phạm luật hôn nhân gia đình. Vì vậy cho nên ở đây vấn đề là bắt người khác cải đạo là hoàn toàn vô lý, và nói chung là không hợp pháp trong những cái vấn đề luật pháp hiện hành của Việt Nam. Cho nên ai vấn đề là yêu cầu cải đạo, đây là vấn đề thầm lặng làm lén lút, chứ không có mang tính cách hợp lệ bao giờ. Không có một giáo điều quy ước nào buộc chúng ta phải làm như vậy. Ở đây tất cả những người Phật tử chúng ta phải hiểu một vấn đề này rất là sâu sắc. Thứ hai, chúng ta đến với nhau là đến bằng tình yêu chứ không phải là đến bằng đạo. Đạo anh đạo gì là việc của anh. Nhưng mà nếu hai đứa chúng ta đến với nhau là yêu nhau để xây dựng hạnh phúc gia đình thì ở đây chúng ta cứ dịp đến với nhau. Còn nếu anh vì đạo mà đến thì anh hãy tìm một người đồng đạo mà cưới đi, hay là em hãy tìm một người đồng đạo để ưng đi. Tất cả chúng ta phải hiểu như vậy. Tức là những người khác đạo với nhau có quyền cưới với nhau, nhưng mà phải rất là tôn trọng nhau chứ. Tại sao chà đạp lên nền luân lý của người khác? Tại sao là dẫm đạp lên những cái tín ngưỡng của người khác như vậy? Chúng ta thấy rất đơn giản nhưng mà rất là quan trọng. Có những người Phật tử nói một câu như thế này: thôi đạo nào cũng tốt, vì vậy cho nên vì hạnh phúc của các con thôi kệ nó. Tôi nói không có nói những câu như vậy. Đạo nào cũng tốt thì để ai nói chứ không phải đạo Phật nói.
Người ta nói đạo nào cũng tốt là vì từng xấu cho nên mới nói tốt. Còn chúng ta không có vấn đề gì thì chúng ta không có nói là đạo nào cũng tốt, chúng ta nói bình thường. Tôi đã từng nói một số nơi rồi, tôi nói là không có ai là người ăn cắp ăn trộm mà dán cái bảng trên ngực mình là tôi là kẻ cướp hết á. Không ai làm chuyện đó. Vì vậy ở đây một người Phật tử hay là một người theo đạo Phật cứ mạnh dạn và tự nhiên là người Phật tử, không ai có quyền được can thiệp vào bất cứ một vấn đề này, nhất là vấn đề hôn nhân, không ai được quyền đặt vấn đề này. Mình thấy rất đơn giản nhưng mà rất sâu sắc. Thứ ba nữa là người ta dẫm đạp lên một nền luân lý có sẵn của truyền thống gia đình mình. Chỉ vì như vậy á, là mình bỏ mình quay lưng lại với tất cả những cái gì mà truyền thống ông bà tổ tiên chúng ta để lại. Chúng ta dẫm đạp lên lưng thường đạo lý như vậy. Kế nữa là chúng ta dùng hôn nhân để xúc phạm đến vấn đề tín ngưỡng của người khác. Phân tích ra thì nó rất là sâu sắc. Một việc rất đơn giản. Như vậy bước đầu chúng ta đã chấp nhận thua cuộc bằng một cách rất đau thương. Cho nên ở đây tôi thấy có những người Phật tử tôi rất là trân trọng ở chỗ là rất tự trọng lấy chính mình. Vì vậy cho nên họ sẵn sàng mãnh liệt và nói thẳng thừng trong cái việc nhất là vấn đề hôn nhân này. Cho nên ở đây chúng ta hãy thấy rằng khi mà tôi đến ở đất Mỹ, tôi thấy có những cái mà truyền đạo rất là thô thiển. Những người Phật tử chúng ta chịu những cái áp lực mà tôi nói là không nên có. Nhà đang thờ Phật như vậy đó, một toán năm ba thằng như vậy đó, đi vô bắt đầu thiết đọc giảng kinh gì đó, rồi mới sĩ giả Phật thế này thế kia, kim bỏ đi, họ thế này kia kia nọ vô.